Tối 27 tháng 8, đông đảo người dân và du khách đã có dịp thưởng thức chương trình biểu diễn nhạc kèn diễu hành của đoàn nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2022. Chương trình biểu diễn gồm hai phần. Phần đầu, các nghệ sĩ diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự đan xen các tiết mục biểu diễn của đoàn quân nhạc cũng như từ các nghệ sĩ múa. Phần 2 do đoàn nghi lễ Công an Nhân dân biểu diễn trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết thúc bằng màn diễu hành. Chương trình nghệ thuật này được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức, mang đến những tiết mục ấn tượng. Tham gia biểu diễn có 85 nghệ sĩ, cán bộ chiến sĩ của đoàn nghi lễ Công an Nhân dân, thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng chỉ huy dàn nhạc. Buổi biểu diễn nhằm mục đích khẳng định giá trị lịch sử to lớn của sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân luôn thân thiện, gần gũi với quần chúng nhân dân.